Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị và các bạn, tờ National Interest dẫn truyền thông Nga cho biết các phi công Mỹ đã phản ứng đầy lo lắng khi đối đầu với các hệ thống phòng không và tiêm kích đa năng Su-35SM của Nga tại Syria. Ngày 6 tháng 9, tờ National Interest đăng tải bài viết với nhan đề Các hệ thống phòng không của Nga bị cáo buộc đã khiến cho phi công Mỹ hoảng loạn tại Syria của tác giả Michael Pax. Tuy bài viết trên báo Mỹ nhưng thông tin lại trích lại từ truyền thông của Nga. Vào tháng 8 năm 2020, tờ New York Times đưa tin rằng các tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không F-22 Raptor đã suýt nữa tiến hành giao chiến với cường kích Su-24 Fencer của Nga khi những chiếc máy bay này không kích phiến quân được Mỹ hậu thuẫn tại Syria. Điều thú vị là khi đó, truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho rằng các phi công Mỹ là gà bay khi điều khiển F-22 Raptor đã phải cúp đuôi tháo chạy về hướng không phận Iraq khi nhận ra rằng họ phải đối đầu với tiêm kích đa năng Su-35S. Moscow cũng cho biết thêm rằng các anh tạc cơ và trinh sát cơ của Mỹ đã phản ứng đầy lo lắng khi bị các khẩu đội tên lửa phòng không của Nga bám bắt ở Syria vài năm trước. Trung tướng Alexander Leonov, người đứng đầu lực lượng phòng không Nga bình luận với tờ Ivestia, các phi công Mỹ đã run như kẻ sấy khi hệ thống phòng không S-300V4 của Nga theo dõi họ ở khoảng cách từ 200 đến 300 km. Chủng loại máy bay Mỹ được đề cập tới trong bài viết của tờ báo Nga. Tuy nhiên, Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã và đang vận hành tương đối đa dạng các loại máy bay như F-22, F-15, F-18 và máy bay không người lái. Ông Leonov cho biết thêm rằng S-300V4 đã được triển khai tới Syria vào năm 2016 để mở rộng năng lực kiểm soát không phận tại miền đông Syria, cũng như ngăn chặn các cuộc đột kích của kẻ địch nhằm vào các căn cứ không quan Kremlin và hải quân Tartus. Tất nhiên, Trung tướng Leonov không nêu rõ kẻ địch nào mà khẩu đội tên lửa phải đối mặt. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng phiến quân Syria không có máy bay ngoài trừ các UAV thô sơ. Trong khi đó, các máy bay Mỹ và Israel vẫn tiếp tục hoạt động trên không phận Syria. Thông qua hãng tin TASS của Nga, tướng Leonov cũng thay mặt ngành công nghiệp quốc phòng của Nga trao hàng những cải tiến trong hệ thống phòng không Kể từ năm 2014, biến thể nâng cấp mới nhất của hệ thống tên lửa phòng không tầng xạ S-300V4 có tầng xạ nhất trong các biến thể cùng loại đã được quân đội Nga đưa vào sử dụng. Các tên lửa nâng cấp của S-300V4 được cho là có năng lực sát thương cao hơn đối với máy bay và tên lửa đạn đạo. Ông Leonov cho biết. Nga cũng đã cải tiến tên lửa phòng không SAM tầm trung Buk, bao gồm nâng cấp Sada với khả năng phát hiện tốt hơn với máy bay và tên lửa hành trình bay ở tầm cực thấp cho biến thể Buk-12. Kể từ năm 2016, quân đội Nga đã nhận được biến thể mới nhất là buk Z. Ông Lêu Nước cho biết thêm, do có Sada đa chức năng với anten màng pha và tên lửa mới, năng lực của hệ thống buk Z vượt trội gấp từ 2 đến 3 lần so với các hệ thống SAM trước đó thuộc dòng sản phẩm này một đơn vị tự hành có thể khai hỏa tới 6 mục tiêu. Cuối cùng, ông Leonov mô tả một số dự án phát triển các hệ thống phòng không đang được phát triển như các biến thể tham chiến tại Bắc Cực của Thor M2 được lắp trên khung gầm máy kéo sẽ được đưa vào sử dụng vào năm tới. Hay một phương án thay thế pháo phòng không tự hành ZSU-234 Sika được cho là với cỡ nòng 57 ly mà ông Leonov cho biết sẽ dễ dàng sống sót hơn là Sika bởi vì sử dụng các hệ thống cảm biến thụ động thay vì chủ động. Đối với các hệ thống phòng không cơ động, Nga đang phát triển một phương tiện chỉ huy và điều khiển cho chỉ huy các trung đội phòng không. Ngoài ra, một tổ hợp huấn luyện phòng không sẽ sử dụng các mục tiêu được điều khiển từ xa để mô phỏng máy bay phản lực, tên lửa hành trình, UAV chiến thuật và trực thăng tấn công của đối phương. Những thông tin trên thì chưa có sự đánh giá và thừa nhận từ phía Mỹ nên đây chỉ là đoàn gió. Thông tin một chiều từ phía Nga để kiểm chứng chúng ta cần những phân tích của các chuyên gia quân sự Mỹ chứ không phải là những trích dẫn của các tạp chí như trên. Sau đó, có thể khẳng định việc hạ thấp khả năng của F-22 như trên hoàn toàn dễ hiểu. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.